Ví dụ như người mà khôn á, mà hiểu về marketing hay là muốn bán cái máy này cho nhiều á, đừng có cho cái quảng cáo đó, hiểu không? Tại vì người Việt Nam nghe còn phát giác nữa. Không như người Tàu hay người Mỹ nó nghe có tiếng Việt còn nghĩ nó mua không? Cho nên Việt Nam mình á, cứ nghĩ là khôn mà toàn là không lằn vặt chút chút không. Có thấy tức cười không? Mỗi lần mở cái máy nghe thì phải thấy phát giác. Thì làm sao mà mình giới thiệu được? Thí dụ vậy đó, con hiểu ý chứ bộ nó không? Cho nên cái người mà top leader, người ta có những cái cử chỉ, những cái chuyện làm mà người dưới nghĩ không có tới. Và giống như con đi vô thi bài thi hay là nhìn hai cục vàng, nó chỉ cần thiếu nước một chút mà hai cái đều giống nhau. Chỉ là phải thứ siêu á, thợ thứ thiện á mới biết cục hột xoàn hay cục vàng nào mới là giá trị. Má này cũng vậy. Nên hôm kia nguyên cái phái đoàn mà ở bên lãnh sự quán mà họp với mình á, thằng đó là cái gì không biết không? Đó là PhD á, mà về Việt Nam là mấy ông bộ trưởng, mấy ông bự á, là đưa nó lên trời không á, lên báo chỉnh rần rần á. Nó em lên báo trước em cũng chán, mà báo lên rồi không có làm được gì. Nó tự nó thú nhận là mình cũng biết này là có tinh thần thiệt. Nó cũng là thiệt, nó đang làm ở dưới. Thì hôm mới chỉ cách cho nó. Nó mau đến để mà giải cứu. Thì nào ngày nó đi vào cái vùng lãnh quẩn rồi nó siết chặt hoài. Tao phải đớn quá. Mình như cao đồ vậy, đặt đỡ gốc cây này cho nó bớt đau để đi theo kia thầy nó lẹ. Chuyện đó của cha lo, đừng có lo giùm cho cha. Không phải lo nhưng mà nguyện cầu. Có lo gì được đâu, chỉ kiếm nguyện cầu. Lúc đó đến lúc mà cầu từ đây tới ngày nó gầu gỉ sắp sửa chết, cái ngày mai cái Trung Cộng nó tấn công Đài Loan, cái mấy đại ca lên máy bay 777 bay qua sông Phan, bỏ nước Việt chống trơn, cái đức thầy xuất hiện, cái lúc đó đang nằm ở dưới chùa lên máy bay không nổi nữa. Thấy uổng phí không? Mình phải vui vẻ mỗi ngày, mình phải sức lực đó. Nói như thật thiệt mà. Khi nào về Việt Nam? Tại có một cái bài thơ mà xưa đức thầy nói đó, con có biết không? Tại vì không có đọc mấy cái kia ra. Một thơ chỉ là một phần thôi. Là khi mà cộng sản mà bỏ nước Việt á, nó còn lẹ hơn 75 nữa. 75 chục khăn còn đáp lên lãnh sự quán của Mỹ. Còn chậm quá không? Còn này nó đi lẹ hết. Tại vì tiền nằm đây hết. Mỗi năm nó bỏ mấy chục tỷ. Hiện bây giờ là giống như kiểu mà nó đi ở lại giữ cái nước để lụm tiền lẻ thêm. Nghe nào ta vét được đồng nào ta vét đồng đó. Ta vét đến khi nào mà còn có cái xương ta vét không được thì thôi. Bây giờ nó đã đi ra hải ngoại, không có nước này nước kia là lót tiền đầy hết. Con cháu ở đây á. Bởi nói gì mà. Cho nên ngày nào mà nó gom được đồng nào nó gom mà. Nó biết nó... Ở mình ấy vẫn móc túi dân. Hả? Biết dân khổ không, dân nghèo thì mày vẫn móc túi à. Cộng sản á. Ủa, nó, ổng Hồ Nguyễn, dân là họ gì? Hả? Dân là họ Trịnh, họ Phạm, họ Phan đúng không? Mày giàu cho con Nguyễn nữa, hồi xưa đó Nguyễn Ánh cũng giết Nguyễn, cái gì quan Trung, Nguyễn Huệ như tượng đó à. Tao chỉ biết tao thôi, tao không biết ai chứ. Tao không cần biết mày người giết cái người gì, tao không biết. À, kiểu chúng sanh thời nay nó vậy. Chỉ có biết mình không. Cái đó là tâm của quỷ, của những người ham cái thế gian này. Còn tâm mấy vị mà thần á thì biết lo cho dân, biết lo cái chức phận của mình, cái chức vụ của mình, làm trọng trách của mình.
Còn tâm của Bồ Tát á, lo lớn hơn, lo đại đồng hơn, là hy sinh thân để mà giống như kiểu Phật vậy đó, cắt máu cho mấy con cọp nó ăn vậy. Là đó Phật là gan rồi, chứ không có gan kiểu đó, mà cũng không có ngu kiểu đó. Xưa tự phụ ngu quá, bị ông Pare phản cho nên đóng ba cái đinh, bớt ngu rồi. Giờ cũng còn gần nên nãy cái clip nãy hồi đọc bài thơ đó, mỗi một cái thời đại nó khác, cái thần hồn mình nó chuyển thế, nhưng mà những cái gì sấm cơ và cái đường đi nước bước của sư phụ á là ở trên đã tính hàng nghìn năm rồi. Nó không có phải là mình ngồi đây mình tính được, không phải là cao đồ muốn lẹ lẹ được. Cái cùng phim nó phải có khúc chót một chút, nó phải hấp dẫn. Và nếu mà không á thì hôm nay á, làm gì mới năm ngoái mình chỉ cần nghe vụ laptop, và cuối cùng á Hunter Biden có tội thiệt. Rồi chẳng những ông Biden là ba đó, ông tổng thống cũng có nhận hối lộ được, cho nên ổng mới nương tay Trung Cộng, ông không mới dám làm mạnh. Ông làm mạnh là cho Tập Trung Bình nói hey, tao đưa bằng chứng, tao có đưa tiền cho mày, mày hối lộ, mày làm tổng thống đâu được, đúng không? Cho nên ổng không dám bụp Trung Cộng. Rồi đâu có cái chuyện mà ông Trump bị oan ức bữa nay, có ông mẹ gì á, hồi hai người có one night stand dating. Hồi đó ông thưa cho đã, để tới 70-80 tuổi rồi, bây giờ ra thưa, bộ muốn dựng chuyện lên nói thì nói. Bây giờ ông thưa ngược lại kìa, thì bữa nay ông đưa ngược lại đó. Nghe là giờ lưng mày cứ ra mày làm đi, miễn mà lên báo chí là có không có. Thì nó như là bôi nhỏ đó, quỷ mà đâu có sợ gì đâu. Chú phụ cũng vậy, ví dụ chú phụ có những đứa nào có duyên lớn, căn cơ lớn, gọi là hộ pháp, chú phụ cũng thắng. Nhưng mà chú phụ chưa bao giờ đi một chiếc xe một người với một người. Đứa nào trong nhóm đệ tử gần chú phụ á là phải ít nhất phải nhảy theo ba người để làm chứng, đúng không? Giống như nhà phở hao chùa có nói trước, ở trên ba đứa mới vô ở, một đứa thôi không bao giờ chấp nhận. Cho nên không ai mà khó lắm. Cộng sản nó có gài vô đây nó làm gì á cũng không thể dễ, nhưng mà mình cố gắng. Những đệ tử lớn tuổi như con phải bảo vệ cái thiên tâm của mình, nó ghê lắm con, nó xuyên tạc. Bây giờ chùa chưa trứng rồng chưa nở thì nó chưa có lấy hết, nhưng mà mình là thiệt là thiệt. Nhưng mà người vô minh á, bởi vì bữa mấy vị nói tất cả các đệ tử của sư phụ á, mấy vị kiểm soát từ đứa nào cũng là tốt hết. Cái mấy vị còn nói thêm câu là nhưng á, nhớ nhưng không, nhưng mà nó ngu, nó nghe lời người ác sau lưng. Đối với quỷ á, nó không có tin thần thánh trời Phật, nó chỉ tin cái gì mà đạt được mục đích trước mắt, nó hiểu không? Nó làm đủ trò hết á. Mấy con phải có cách. Sư phụ như lúc tế nhị sư phụ nói mình là sư phụ là người gì thì mới có ngày hôm nay, mình mới có duyên vậy, mình mới có núi như vậy. Nhưng mà họ không có tin trời đất thì chuyện của họ, đứa nào giả đứa nào thật sư phụ biết chứ. Những lúc bề trên cho những người giả theo để cho họ biết là vô thiệt, để báo cáo vậy, để cho nó dễ có cái sự mà là cái mối hàng nó dễ dính, không? Ví dụ giờ con hàng chì, hai cái mối hàng hai bên đây nó phải nóng nóng thì con mới hàng được, còn bên nóng bên lạnh nó con bỏ cái mối chì vô nó không có dính, thì bề trên biết hết. Những đứa nữ mà này nọ ngưỡng mộ sư phụ, rồi có cảm tình gì riêng riêng vậy đó, thì nên dùng cái đó để mà thương chị em của mình, họ thiên, phát triển họ thiên về trời. Đừng có để người xấu ngoài họ lợi dụng, họ xuyên tạc. Tôi chỉ nhắc nhở thôi, mình chưa có, đúng không? Tại vì nó muốn xuyên tạc như kiểu mấy con biết, kiểu nào nó cũng xuyên tạc. Nhưng mà xuyên tạc rồi là con biết,
Địa ngục vô môn mà hữu khách tạm, cái đó là mất hồn mất xác á. Chị cười. Ở gì sư đức thầy cũng bị phải không? Thời nào cũng có. Cao hơn nữa là những cõi vô sắc giới, tuổi thọ trên đó cao hơn. Nghĩa là con giữ được nhiều giới thì con về chảnh lâu hơn. Mới trở xuống giống như mình có cái Big Seven, mình có mình ở trên trời lâu hơn. Lên cao nữa thì những cõi vô sắc giới nó không có nam không có nữ, nó không có yêu đương nữa. Còn những cõi số 6 trở xuống á, vẫn còn vợ chồng, vẫn còn yêu đương. Càng cao chừng nào á, mình không còn cái thân người nữa, mình chỉ còn màu sắc thôi, vô vi thôi. Lúc đó giống như mẹ với cha với Phật. Nhưng mà lúc đó đó mình có thể transform. Ở trên đó càng tu càng cao, giữ giới nhiều á, thì cái dimension của mình á, hiện giờ mình đang loài người là two dimension, hai chiều, không gian hai chiều. Lên tới những vị thần là ba chiều, bốn chiều. Lên cao cao nữa mà nó từ chiều số 1 cho tới số 64 là hàng tới 64 là rất là cao, là những gì Phật, cha, mẹ rồi đó. 64 có thể transform ra đủ hình thù trên thế gian này hết. Và mấy những vị mà lớn chừng nào á là họ gọi là không chết nữa. Không có chết, Phật đâu có chết. Trừ khi là Phật muốn theo xuống thế gian để mà làm cái thân người để mà cứu nhân loại thôi. Sư phụ cũng đâu có chết, sư phụ cũng đã từng là ở trên đó rồi. Chỉ ngồi đây là cái xác này, ví dụ nó có già thì nó chết một cái cộng tóc của sư phụ thôi, là một cái chiếc thân thôi mà. Còn cái thật sự mà sư phụ vẫn còn ở trên kia. Còn những cái chư thiên giữ số 1, số 5 thì con là một cái chân linh, một cái chân thần. Con chết là con chết, con không có được chiết thân, con không có làm được như kiểu sư phụ làm, con không có biến hóa được. Cũng giống như con chỉ có một tìm neo, con không phải là distribution toàn thế giới. Đó. Một là một, nó khác nhau nhiều lắm. Vậy mình phải giữ được bao nhiêu giới luật thì mới vô được cõi sắc giới? 12 giới đó, 12 giới đó là thành Phật, là về chảnh. Nhưng mà muốn mà đạt được những cái cao siêu nữa đó là phải đi sâu vô, phải nhập thất. Nhập thất có nghĩa là gì? Nhập thất có nghĩa là ok, giống như vô cái container này ở đi, một cái chuồng cọp vậy đó, chịu nóng cực khổ, mình nhịn được cái gì mà khó chịu nhất mà nhân loại nhìn không được, để mình ép sát. Rồi mình có quy tắc, đúng 12 giờ tôi mới được ăn cơm, 8 giờ là tới 8 giờ rưỡi tôi được đi nhà vệ sinh, chứ tôi những cái giờ khác tôi không được đi. Cái nghĩa là mình làm những cái quy tắc thì mình nhập thất, thì từ đó cái mai của mình á, mình mục đích mình huấn luyện cái đầu óc, cái thần hồn của mình đó, nó mạnh, nó vững, thì đó là con được lên. Ở thế gian này con huấn luyện được cái thần hồn mạnh chừng nào á,
là bằng như đủ cách hết. Giống như con đi shopping, giờ con lái xe ngoài freeway, một thằng mới nó không có tu tập, nó cứ thích qua mặt rồi nó thích bấm còi. Còn người mà có tu tập, lúc nào người ta xin nhanh mình cũng nhịn, cũng là một cái lối tu. Mình đi sắp hàng 2 tiếng đồng hồ mình không cảm thấy lâu. Còn có người vừa bước vô là cứ lụp chụp ngó. Có người vô nhà hàng lơ là muốn người ta đưa thực đơn liền. Thì cái đó đâu có tu. Tu là phải nhẫn nại bất cứ thời điểm nào, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi đâu, ở đâu. Mà tu mà cho siêu nữa, mà kiểu như mấy ông thầy á, là phải ăn chay trường, rồi phải ngồi trong đó nhập thất, rồi phải kêu một người nào ở ngoài á, đúng giờ đưa cơm cho mình. Trong đó là không có điện thoại, không có iPad. Nghĩa là mình isolate mình là để mình tập cho cái tinh thần của mình nó vững như là sừng tê giác vậy đó. Thì lúc đó mình lên cao thành Phật. Còn dưới này á, mà mình cứ cà lơ mà nội mà sư phụ kêu đọc số 12 thôi, có đứa bữa đọc, có đứa bữa không đọc nữa, thì chỉ là thành tiên thôi. Về chảnh đi, rồi sư phụ bắt đầu cho tu tiếp với chảnh. Còn muốn mà đi một shot một á, là con sau này sư phụ sẽ làm một cái trường đại học của họ Thiên. Trong đó có những cái mà sư phụ sẽ đặt ra khó dễ. Cái khó nhất á là những gì sẽ giống như những thầy tu tạng vậy đó, những hòa thượng lớn vậy đó, là gọi là mở ngũ nhãn lục thông, tức là chỉ có vô ngồi thiền thôi, rồi ăn uống ăn chay vậy đó, rồi bắt đầu mới dùng cái thần thông của mình dạy lại cho những cái lớp học. Thì sau này ở Thiên chúng ta sẽ có một cái đại học Thiên Tâm để mà đào tạo, để mà lưu truyền thế gian này. Nó khác hơn bên Phật một chút. Còn bên nào thí dụ từ lớp 1 tới lớp 12 tới lên thêm 4-5 năm nữa, còn những cái người mà ít nhiều mà qua được 12 lớp của Thiên Tâm, ít nhiều cũng sẽ ra nắm giữ chính quyền lãnh đạo, thì cũng không có làm một cái quốc gia tan tác. Còn nếu mà đi sâu nữa thì thành Phật luôn, hoặc là đi làm giảng sư khắp thế giới. Trong đó hội sẽ đặt ra tiếng Mỹ, tiếng đủ thứ hết. Cái là một là thi vô trường Thiên Tâm, là một nhà lãnh đạo cao siêu nhất thế gian này. Hai là một nhà giáo sư giỏi nhất của tất cả các giáo sư, dạy lợi cho tất cả các giáo sư. Ba là thành thần, thành thánh, thành Bồ Phật. Đó là trường Thiên Tâm trong tương lai là gì. Nhưng mà thù phải có một cái gì thù mới làm được cái hệ thống đó. Thù có cách. Cái gì có chỉ rồi. Thế gian này chưa có. Nhưng mà con người chúng ta mang thông làm phải học, đúng không? Chứ không phải vô cà lơ vô chùa đó, bữa nay ngày mai mình bác quan trai nha, bảy nấu 700 phần ăn cho mình nha. Cứ nghe cái Phật tử khoái có ăn là chạy vô họ bác quan trai. Ô, ngày mai mình có phá lại sám hối nha, bảy nấu 1000 phần ăn. Cứ như thế gọi là tu à? Không phải, gọi là náo nhiệt. Tu náo nhiệt. Nó phải có trình độ, có cái tầng, có cấp đàng hoàng. Khi mà Thiên Tâm mình gọi là giống như trường West Point của Mỹ đi, hay là Harvard của Mỹ gì đó, nó sẽ đào tạo ra những nhà lãnh đạo lỗi lạc ở địa cầu này. Tại vì khi cái tâm của họ không còn làm việc cho cá nhân nữa, mà làm việc cho một cái đại đồng, thầy của tất cả các vị thầy, tướng của tất cả các vị tướng, thần của tất cả các vị thần, Bồ Tát của Bồ Tát, gọi là thánh phàm đồng cư địa là gì? Tức là xuống đây những vị Bồ Tát cũng tái sanh xuống, vô trong trường nó học một khóa qua để mà thành Phật luôn. Tại trên trời không có trường đó, tại trên trời đâu có đói bụng, đâu có ai đút cơm vô để mình nhặt thất. Còn trong này những cái khóa đó nó phải rất là khổ hạnh. Tùy theo cái căn cơ của mỗi người nha. Còn người nào muốn thành tướng thì thành tướng, cũng ra trường từ đó. Thành thần cũng ra trường từ đó. Thành Phật cũng ra trường từ đó. Thành tiên cũng ra trường từ đó. Rồi Tam Đại Tạng Kinh mình sẽ dịch ra bằng tiếng Mỹ. Tại vì mình có cha mẹ kêu đạo Thiên là phải học Tam Đại Tạng Kinh. Những đứa họ Thiên không có hiểu chữ Tam Đại Tạng Kinh là gì.
Tam đại tạng kinh hả con, chứ học một trang thôi con thành Phật rồi. Con không có giờ con đọc hết đâu. Cái hụ có trong hãng ấy, đây này, cái hụ con chưa đọc hết nè. Nó mà đọc một cái khúc Phật mà ở chỗ mà cội Sa La mà nằm chết thôi. Mà cái 2-3 năm mà còn quên sao. Thì giờ có cái ông mà đệ tử mà của Phật mà cho Phật ăn nấm rơ, nấm độc chết á. Lúc cứ quên tới quên tên lui, tại tên Ấn Độ khó nhớ lắm. Mình chỉ nhớ phong phỏng vậy thôi, mà con đâu có phải dễ nhớ tên người Ấn Độ đâu. Thì mình có Tam Đại Tạng Kinh, chứ không phải là mình chỉ có cuốn kinh Thiền Tâm vậy đâu nghe con. Đó là chỉ là mỗi ngày giống như là cơm nước tương thôi, còn mình có quá trời luôn á. Nhưng mà cái đạo Thiền Tâm á, mới có phát triển, mới có ra lò, thì nó chưa có gọi là cái gì để mà ấy, sáng hết, để cho người ta hiểu hết. Tại vì một mình sư phụ không có vận động với quỷ, sư phụ cũng bị hết cả tăng ni mấy vị thầy tẩy chay sư phụ, và nói là để mà mấy vị ổng giữ cái sự cúng dường của Phật tử đó. Ổng ở dưới núi đâu có ưa sư phụ đâu. Cho nên hiện giờ sư phụ là hầu như là tác bời thọ địch nhiều hơn là để phát triển cái đạo trong lúc này nè. Tại cái đạo nó mới ra, nó như một cái hạt giống nằm dưới đất, biết bao nhiêu người đạp lên nó. Mà lúc cái hạt giống này phải thảy ra nhằm lúc mùa mưa nó nghe, mà mùa hè nữa nó còn chết nữa. Mà khi nó mọc lên rồi á, rồi á, bao nhiêu chuyện có thể làm cho cái hạt giống không có nảy mầm, là trong nhóm đệ tử có thể những cái chuyện không hay bị xuyên tạc nữa, rồi bị kẻ thù nữa, rồi bị con này con kia nó cắn nó ăn mộng nữa. Thì con nghĩ là cái đạo Thiền Tâm mình nó như vậy đó, nó bị quá trời luôn, tám bề thọ địch. Một mình sư phụ tự phải lo, phải quyến xuyến, còn phải làm cho mấy đệ tử có mạnh khỏe, sức khỏe để mà tiếp tục. Rồi phải lo người ở lại đây để mà giữ cái núi này khi sư phụ đi làm công chuyện chỗ khác. Nó có mấy cái đó nữa. Con giữ được hai giới là good rồi. Số 1 là giữ được đúng không? Rồi giữ được cái giới số 12, 12 giới đó là thuộc. Cái giới mà số 12 á, nếu mà còn khỏe thì mỗi ngày đọc kinh được, nhưng mà nếu mà cái người nào mà tới những ngày cuối đời và ra bệnh rồi, có cửa đọc cửa không thì có gì là có được xí xóa thì sư phụ. Xí xóa không sao hết. Chỉ cần mình đừng có giải đãi, mình đừng có sao lãng. Sư phụ thấy trong đời sư phụ á, từ lúc mở chùa 2007-2008, bạn đạo hồi xưa tu giỏi lắm, hỏi 7 người gần đây. Bây giờ những người đó bây giờ ra đời hết rồi, họ không có chịu theo xa như vậy. Họ cũng là hiền, mà họ cũng ăn mặn hết, không có còn ăn chay nữa. Những Phật tử mà thời lớp đầu á, đợt đầu á, còn những cái lớp mà sau này bao nhiêu năm chùa Phim Minh sư phụ ít chút xuống, nó cũng những cái tùy theo cái lớp. Rồi con đường tu của mình nó cũng y như là con đi một cuộc hành trình lên đỉnh núi mình vậy đó. Hồi bữa có đứa lên tuốt trên đỉnh núi được đúng không? Có đứa thì không tới. Rồi có đứa đem theo có chai nước thôi mà cũng mang không nổi, còn dục giữa đường nữa nhớ không? À không phải dễ đâu con. Là cuộc đời tu hành của Hội Thiên nó là như vậy. Huống hồ chi á, mai mốt sư phụ không còn ngồi đây nhiều để gặp gỡ mấy đệ tử. Thấy đây nội bộ sẽ xảy ra biết nhiêu chuyện. Đa số là phụ nữ, là bên đạo Phật là 350 giới ha. Nhưng mà mình có 12 giới.